Như vậy, đến nay, tàu Ocean Sail đã thu được 4 tín hiệu có tần số tương thích với tần số của hộp đen máy bay đang được nghi là của MH370. Ông Houston hy vọng các tín hiệu thu được có thể giúp thu hẹp vùng tìm kiếm và đội tìm kiếm có thể tìm thấy gì đó trong những ngày tới. Những tín hiệu phát hiện được ngày hôm qua sẽ giúp thu hẹp đáng kể diện tích tìm kiếm dưới đáy đại dương. Tôi tin rằng chúng tôi đang tìm kiếm đúng khu vực. Tuy nhiên, chỉ khi nào nhận diện các mảnh vỡ một cách trực quan, chúng tôi mới có thể khẳng định chắc chắn rằng đây là nơi cuối cùng chiếc máy bay rơi xuống. Hiện có 11 máy bay quân sự, cùng 3 máy bay dân sự và 14 tàu đang tham gia tìm kiếm chiếc máy bay xấu số này ở Nam Ấn Độ Dương với diện tích tìm kiếm khoảng 77.580 km2. Tàu ngầm mini cũng có thể sẽ được triển khai, nhưng thiết bị này sẽ chỉ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm dưới đáy biển sau khi việc tìm kiếm các tín hiệu dưới nước hiện nay kết thúc.